Đầu tiên là 46,52 gram hỗn hợp đó, chúng ta sẽ quy đổi. Các bạn có axit đều là đơn chức, và đó đổi về axit formic. Anconol hai chức đổi về ethylene glycol. Sử dụng phương pháp đồng đẳng hóa, tất nhiên là chúng ta sẽ phải tách ra nhóm CH2. Chúng ta không biết axit no hay không, do đó bạn phải trừ bớt đi hydro. Ester thì được đổi về axit cộng ancol trừ bớt đi nước, do đó bạn sẽ trừ bớt đi nước ha. Phần đầu tiên đề thực hiện đó là phần đốt cháy. Chúng ta cần 2,61 mol oxy thu được CO2 và nước. Thì nước đề bài cho là 34,56 gram rồi, các bạn có thể dễ dàng bấm được là 1,92 mol. Sử dụng định luật bảo toàn khối lượng, chúng ta sẽ bảo toàn khối lượng để tính được số mol của CO2 nha. Bạn bấm máy thôi, lấy 46,52. 46,52 là khối lượng ban đầu cộng thêm oxy là 2,61 nhân 32, rồi bạn trừ đi nước thôi. Rồi, bạn chia cho 44 thì được số mol CO2 là 2,17 mol. Rồi. Hydro hóa cần 0,25 mol H2, như vậy là cái hydro không no ban đầu sẽ là trừ 0,25 mol luôn, chúng ta biết được cái dự kiện đó. Rồi chúng ta sẽ thông luôn qua cái este ban đầu chứ không cần phải tính xem cái lượng cộng hydro nữa. Có nghĩa là cái lượng muối đó các bạn sẽ trừ bớt đi cái hydro cộng vào đi. Trừ bớt cho 0,25 nhân 2 luôn, các bạn sẽ có muối tạo ra là 41,4 thôi. Chút xíu chúng ta sẽ sử dụng dự kiện này cho nó nhanh. NaOH là 0,4 vậy HCOH là 0,4 mol. Rồi. Chúng ta sẽ thu được sản phẩm gồm có gì nào? Gồm có muối. Đấy, muối của chúng ta. Muối gồm có HCNA đương nhiên sẽ là 0,4 mol. Tách ra nhóm CH2 và trừ bớt hydro. Vì ancol no rồi nên là cái độ bất bão hòa hydro thì nó phải đi theo muối các bạn. Về phần ancol thì chúng ta sẽ viết là C2H4OH 2 lần. Và tách cho nhóm CH2. Ancol thì không có hydro các bạn, thì ancol là no rồi. Đặt số mol lần lượt là ít YZ. Đặt số mol lần lượt là ít YZ. Thì chúng ta sử dụng các định luật như bảo toàn nguyên tố carbon là 2X cộng cho 1Y. Và carbon đứng sau là 2,17 đó. Các bạn trừ đi carbon là 0,4 ở chỗ axit formic. Định luật bảo toàn nguyên tố oxy, các bạn sẽ có 2X. Oxy có trong nước là trừ Z bằng oxy ở trong CO2 là 2,17 nhân 2 cộng oxy trong nước 1,92 trừ oxy trong axit formic 0,4 nhân 2 và trừ cho 2,61 nhân 2 nữa. Cuối cùng là bảo toàn về mặt khối lượng. Chúng ta sẽ có 62X bạn cộng cho 14Y và trừ cho 18 Z trừ nước nữa. Sẽ bằng là 46,52. Bạn trừ đi những cái gì đã biết ha, 46,52. Bạn trừ cho axit formic là 0,4 nhân 46, sau đó trừ cho hydro, trừ cho trừ thành cộng là cộng 0,25 nhân cho 2. Từ đó chúng ta bấm máy sẽ được XYZ. Nào cùng bấm máy. Rồi các bạn sẽ có x là 0,24, y là 1,29 và z là 0,24 mol. Rồi, như vậy ta là dự kiện gọn gàng ở dự kiện này rồi các bạn nhé. Như vậy là C242 là 0,24 mol ha. Muối của chúng ta, muối chúng ta quên ghi lại đây là 41,4 gram, 41,4 gram muối. Như vậy là các bạn sẽ trừ bớt đi những cái lượng HCNA và H2. Thì bạn sẽ tính được số mol của nhóm CH2 có trong muối ha. Bạn nhớ là cái hydro đó khi trừ thì nó thay đổi dấu thành cộng nhá, trừ cho trừ mà. Thì là 1,05 mol. Chúng ta lấy 1,29 mol nhóm CH2 tổng đó, các bạn trừ nhóm CH2 có trong muối đi.
thì chúng ta sẽ có nhóm CH2 có trong ancol là 0,24. Rồi như vậy ta thấy là nhóm CH2 là 0,24, số bon ancol là CH24 luôn. Như vậy là ancol là tất cả một nhóm CH2. Chúng ta dễ dàng biết được ancol rồi, cộng thêm một nhóm CH2 vào nữa. C3H6OH 2 lần là 0,24 mol. Ancol xong các bạn ha, ancol. Yeah. Tiếp theo là chúng ta phải xử lý muối các bạn. Để ghép thành ester mà phải xử lý muối. Chúng ta sẽ lập tỷ lệ hydro này. Các bạn nếu mà nhìn nhanh thì không cần, chúng ta lập thử này. Số mol H2 chia cho số mol của muối là bằng 0,25. Các bạn chia cho 0,4 nghĩa là 0,625 đó, 0,625. 0,625 là một con số bé hơn 1. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái ancol no, nghĩa là ancol này sẽ không có, một muối no amon và một muối không no là bmon. Tuy nhiên cái muối không no này chúng ta chưa biết là có bao nhiêu nối đôi. Ta giả sử như có k nối đôi đi. Vậy thì ta phải đưa ra, ta sẽ có phương trình là kb là số mol nối đôi là 0,25. Và chia các trường hợp, đầu tiên là chúng ta sẽ chia trường hợp là giả sử như k bằng 1, có nghĩa là trong muối không no có một nối đôi. Vậy thì b bằng 0,25. Ta tổng số mol muối là 0,4 thì như vậy là trừ bớt đi thì a sẽ là 0,15. Sử dụng phương pháp đồng đẳng hóa tiếp. Thì các bạn sẽ quy muối về HCONa là muối no. Muối no bây giờ là 0,15. Muối không no có một nối đôi, chúng ta đổi về muối đơn giản nhất chính là acrylic, đúng không? 0,25. Và tất cả nhóm CH2. Nhóm CH2 trong muối là 1,05. Các bạn chú ý là ở cái chỗ acid acrylic là chúng ta tách cả hai nhóm CH2 rồi. Các bạn trừ bớt đi. Lấy 1,05 các bạn trừ cho 0,25 nhân 2. Và như vậy nó sẽ là 0,55. Tới đây thì chúng ta sẽ nhận ra dễ dàng là muối đầu tiên tách hai nhóm CH2 và muối thứ hai tách ra một nhóm CH2. Đó. Như vậy chúng ta cộng lại chúng ta sẽ có muối no và muối không no. Đấy, cộng vào. Như vậy ta đã xác định được cái muối rồi. Như vậy là có muối rồi, có ancol rồi, chúng ta sẽ biết este là gì, đúng không? Este T của chúng ta được tạo thành từ muối đơn và ancol hai chức. Nước được tách ra 0,24. Như vậy là este của chúng ta sẽ là C2H5COO, C3H5CO và ghép với C3H6 gộp ancol. Một este thì tạo thành thì đi cùng với hai nước mà số mol nước ta có ở trên là Z là 0,24 rồi. Và dễ dàng các bạn sẽ biết thì este là 0,12 mol. Như vậy là chúng ta sẽ tính được phần trăm khối lượng của este này thôi. Cái m lớn của cái này là cộng lại là 200. Phần cộng lại là 200. Như vậy là 0,12 nhân 200 chia tổng khối lượng 46,52 các bạn nhân 100% thì bấm máy nó sẽ ra là 51,59% nữa các bạn. Chúng ta chọn đáp án C nha.